mạnh lên giữ nguyên. Không giữ được không? Nó bị dựng xuống. Chúng ta lấy nước gần hết này đâu. Tiếp theo cái gì à đâu? Trị liệu thì để cho nó đỡ đau cho mình, để mình có điều kiện để mình tập rồi là để mình mổ nó thôi, chứ không phải là trị liệu để cho nó khỏi được anh nhá. Vì cái tiêu chí của mình là bây giờ cái này là phải phẫu thuật. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Chào anh Giai, đau thế nào đấy? Ngày xưa thì 3 năm trước em có chơi thể thao và bị đứt dây chằng đầu xương trái sau đó đầu xương trái. Em đã phẫu thuật rồi, đi lại bình thường rồi. Được 3 năm. Ngày tối 1 tháng 6 em có đi học thì bị tai nạn, ngã đập đầu gối xuống đường. Các bác sĩ chụp thì bảo là dây chằng bánh chè, gần bánh chè đang bị đứt. Đứt vào bánh chè này? Vâng. Tuy nhiên thì bác sĩ bảo là về tập để mổ. Tập xong rồi để mổ. Tức là trước đây em đã bị đứt cả dây chằng chéo, cả vỡ luôn chày. Thế sau đó thì em đã mổ rồi. Vâng, mổ nẹp hít. Sau 2 năm sau thì em đi thám mổ nẹp hít ra. Vâng, tức là 3 năm sau. 3 năm sau. Thì sau rồi em lại bị chấn thương. Vâng. Chấn thương thì là chụp lên thì thấy bảo đứt cái gân bánh chè. Vâng. Rồi. Thế sau bác sĩ bảo là đi về tập phục hồi chức năng, thế sau đó rồi để nó mổ để nối cái bánh chè này. Bây giờ đi tập để phục hồi chức năng cho cơ của cháu nó khỏe lên thì mới lại khám lại. Thế bây giờ thì em thấy như thế nào? Đối với em thấy hiện tại thì đi thì em vẫn đi được, tuy nhiên mình duỗi mà không duỗi được hết. Thế là bây giờ em coi chân lại chưa? Rồi bây giờ coi chân hoàn toàn bình thường đúng không? Coi chân là bình thường. Nhưng bây giờ duỗi ra thì duỗi ra em duỗi hết cỡ ra. Tức là tầm này thôi là nó không có đủ lực để mà lên nữa. Vâng. Đúng không? Nó có dấu hiệu đau. Nó đau ở đâu? Nó đau ở đúng ở chỗ cái gân bánh chè này. Thì cái biên độ thì nó có thể hoàn toàn thẳng nhưng mà mình không đủ lực để mình nhấc lên đúng không? Đúng rồi. Và mình đã chụp phim cộng từ rồi đúng không? Vâng, đây em chụp cái này. Người đau. Có. Đau nhiều không? Có. Thế đau không? Bên này nó nóng hết cả lên. Viêm nóng hết cả lên, chỗ này đau nhiều không? Duỗi mạnh chân lên nhờ, duỗi ra được. Duỗi ra, duỗi thẳng chân như này. Duỗi lên. Không lên được, không lên được. Lên, thẳng lên, duỗi lên. Bằng đùi đấy. Mạnh lên, giữ nguyên. Không giữ được không? Nó bị dựng xuống. Nè, giữ đi, giữ mạnh không? Mạnh không? Thả nó sụp xuống. Cái gân này rất gần hết này đâu. Cái gân bánh chè của anh em rất gần hết rồi. Nhìn thấy cái phim thì chả còn mấy. Thế mà bác sĩ bảo bao giờ mới mổ? Bác sĩ này bảo về cho tập phục hồi tập 4 đến 6 tuần để thằng ra mới kiểm tra lại. Cái này gân bánh chè rất gần hết rồi còn đâu. Gân bánh chè này gần hết rồi còn đâu. Nó nhìn thấy cái gân bánh chè đâu. Ở những cái lát này là mình vừa nhìn thấy cái gân bánh chè này này. Đấy, đây là trên đây là xương bánh chè nhá. Xương bánh chè trên này này, xương bánh chè này. Dưới đây thuộc dưới xương bánh chè này này. Dưới đây nó phải đến gân bánh chè này, anh nhìn không? Gân bánh chè dưới đây nó phải có cái gân bánh chè nó ở đây. Có cái gân bánh chè đây, bây giờ có thấy đâu? Chưa thấy gân bánh chè đâu. Nó phải thấy cái gân bánh chè đây. Đây. Đấy, đây nhá, hai cái lát này là tương đương nhau nhá. Cùng với vị trí cắt, thấy không? Đây nhá, đây cùng một vị trí cắt nhá, cái lát của cái gối bình thường lên. Đây cái bánh chè đấy bình thường của nó, còn cái bánh chè này, nó còn gì đâu? Chả còn gì cả. Cái này là bắt buộc phải mổ anh ạ. Bây giờ cháu nếu mà như thế mà về tập thì là tập theo phương thức như thế nào? Ông bảo về là cứ tập đạp xe để cho cơ đùi nó khỏe lên. Cũng có thể là bác sĩ là muốn là tập cho nó khỏe lên để mà mổ để mới có cái mà ấy. Thì cái này ấy thì đúng là khi mà cái cơ này của bạn ấy còn đang yếu như này đấy, mổ sớm ấy thì sẽ hồi phục được sớm hơn. Nó có đau nhẹ thôi, bởi vì là thực ra mình cũng có làm gì nhiều đâu mà đau nhiều hơn, mà đây nó đang viêm nóng hết cả lên này.
Thì bây giờ về mình, nếu các bác sĩ đã bảo là về tập đi, sau rồi mấy tuần sau thì bác sĩ sẽ mổ cho ấy. Thì cứ về tập thôi. Về cái tập mà nếu mà tập nó đau thì mình trị liệu cho nó. Mình trị liệu cho nó, thế sau đó rồi mấy tuần sau rồi thì đi mổ xong các bác ấy sẽ mổ cho. Mổ thì đơn giản thôi. Thế là bác sĩ sẽ mổ phanh ra để buộc cái chỉ thiết vào. Đây là đây là cái xuống chè ở trước đây nhá. Cái chè ở trước này gần đây đây. Bắt đầu là buộc nó lên trên này, buộc xuống dưới cái điểm bám này. Để bám vào lồi cổ của lồi cổ chạy trước này, buộc nó vào đây. Như này thì bác sĩ đã chỉ định là cần phải mổ rồi. Và chứ nếu như mà có thể điều trị bảo tồn được thì các bác sĩ đã chỉ định là bó bột. Cho nên bác sĩ đã thấy thấy cơ nó còn yếu, với cả cái này nó cũng không phải là cấp cứu. Đấy, thì đâu đó thì có thể là mà ở bệnh viện thì cũng bây giờ lịch mổ nó cũng rất là đông. Lượng như mà cháu mổ xong thì khoảng độ bao lâu mình đi lại được? Thế ra mổ xong đi lại được sau 4 tuần là cháu đi lại tạm tạm rồi. Nhưng mà mổ xong rồi sau được 2 tuần thì mình đi vào lý trị liệu. Và lý trị liệu cái này thì cũng không phải lý trị liệu được nhiều lắm. Nhưng mà nó cũng khoảng 3 tuần là mình đi vào lý trị liệu cái thứ được. Thì để mới đi, mình chống chân mình xuống mình đi, sau khoảng 4 tuần là mình chống chân mình đi thoải mái, thì thậm chí là không cần nặng rồi. Không còn nặng, như là nó sẽ bị vẫn tập tễnh. Nhưng mổ xong mà là phải đẹp hay là bó bột? Mổ xong thì thường các bác sĩ sẽ bó bột tùy từng cái nẹp bột thôi, nẹp bình thường thôi, một cái nẹp bình thường. Vì tất cả những gân này có cái chỉ thép này nó giữ rồi mà. Về tập phục hồi thì bây giờ như trường hợp như của bạn này, thì em sẽ gửi cho anh cái bài tập phục hồi ở trên trường hợp như của bạn đấy, là tập phục hồi thôi. Và bên cạnh đó thì đạp xe như các bác sĩ đã chia sẻ. Cái thứ hai là nếu như trường hợp như của bạn đang viêm đang đau như này thì tập nó sẽ bị đau, đúng không ạ? Nếu mà không tập được nó không khỏe lên, đồng nghĩa với cái việc gì? Đồng nghĩa với cái việc là mình khó khăn trong cái vấn đề là phẫu thuật sau này, đúng không ạ? Cho nên là mình cần phải trị liệu để cho nó đỡ đau đi, để mình có khả năng mình tập được. Còn về cái tập như thế này, còn vật lý trị liệu thì như thế này, trị liệu thì như thế này, bởi vì là trị liệu thì để cho nó đỡ đau cho mình và để mình có điều kiện để mình tập rồi là để mình mổ được thôi, chứ không phải là trị liệu để cho nó khỏi được anh nhá. Vì cái tiêu chí của mình là bây giờ cái này là phải phẫu thuật, chứ còn không phải là trị liệu mà nó khỏi được để mình không phải phẫu thuật. Mình phải nắm rõ là cái tiêu chí của nó là như thế.